Rồi xin chào tất cả anh em ha. Sao anh em buổi tối ngày 30 tây tháng 1 anh em. Rồi tối hôm nay tiếp tục thì em xả hàng cho anh em, còn lại một ít ống cần anh em. Còn lại một ít ống cần ha thì anh em tranh thủ vào chốt luôn cho hết nha anh em. Rồi còn lại ít ống cần anh em. Rồi 100 ngàn ống ha, 100 ngàn ống là có luôn cả ti anh em. Ti ha. À, ống này là bao gồm là ống 240 anh em, 240, 247. Rồi 25 257 anh em, 257 ha. 2413. Rồi, em chỉ còn có những cái mẫu đó nghe anh em, 2410, 247, 2413 và 257 ha. Còn 24 vuông thì hết hàng rồi nghe anh em, hết rồi ha. Rồi. Ở đây thì em còn một ít ống cần thì 100.000 ống nghe anh em. Thì anh em nào chốt mình cần xài cái loại nào đó thì mình cứ inbox vào Zalo giùm em ha. Rồi, ở đây còn một ít nữa nghe anh em. Rồi 100.000 ống bao gồm cả ti anh em, ti luôn ha, ống cần và ti. Rồi ở đây thì em có soạn ra thêm cho anh em mấy cái máy Genos nha anh em, Genos 26 ha. Rồi. Con này hôm nay em không có ghi số anh em, không có ghi số ha. Rồi em bán cho anh em tại vì chiều nay bưu điện nó mới lấy hàng còn cù lại mấy đơn mà chưa đi được anh em, mới vừa xong luôn. Cho nên nó không có kịp ghi số luôn. Rồi, con này bán cho anh em 700 ngàn anh em, Genos hay Hitachi ha. Isaki chứ, Isaki 26 anh em. Rồi con này bán cho anh em 700 ngàn ha. Hơi lửa ngon lành nha anh em, 700 ngàn. Con này cũng 700 ngàn luôn anh em, 700 ngàn luôn ha. 700 ngàn. Mấy con này em 6cc hết nha anh em, 26cc hết, nòng 34 ly hết luôn. Tay lái của nó là tay lái dài. Rồi đầu bò thiếu thì em lắp cho anh em đầy đủ ha. Rồi con này xuống số 1 đi nha anh em. Em không có ghi số nhưng mà em sẽ nói con ha. Rồi con số 1 700 ngàn. Rồi con số 2 luôn anh em, con số 2 700 ngàn luôn ha. Con số 2 700 ngàn. Tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài luôn, đầu bò chắn kẹp đầy đủ. Rồi con số 3 này là 600 anh em, áo nó hơi xấu xấu ha, bán 600 luôn. 600 anh em. Mấy con này là 26cc hết nha anh em, 26cc đồng 34 ly hết ha. Rồi, con này 600 ngàn luôn anh em. Thì mấy con này thì anh em nào chốt thì chụp hình lên giùm em ha. Rồi con số 3 600 ngàn anh em, tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp đầy đủ luôn ha. Con số 3 anh em 600 ngàn. Con số 4. Rồi con số 4 này 600 ngàn luôn nha anh em. Con số 4 này 600 ngàn ha. Rồi bán cho anh em 600 ngàn luôn, tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp đầy đủ luôn anh em. Rồi lô này lô số 4 ha. 600 ngàn. Rồi tiếp theo thì em tiếp tục lên cho anh em là mấy cái lô máy sát ha. Rồi lô máy sát này thì bán cho anh em 250 ngàn cây anh em, 250 ngàn cây ha. Lô số 4 anh em, 6 cây 1 triệu rưỡi, 250 ngàn một cây anh em, 250 ngàn cây ha, tay lái như hình. Đầu bò em thấy lô này là đủ đầu bò luôn anh em, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái đầu bò đủ luôn ha. Đủ đầu bò cho anh em luôn. Lô này anh em, lô số 4, 250 ngàn cây, 6 cây 1 triệu rưỡi anh em. Lô này thì em thấy là hai cái tôm lớn ha, còn lại là 1, 2, 3, 3 cái tôm nhỏ anh em, tôm gầy nhỏ hết ha. Nói anh em mình về mình lấy cần lấy láp thôi là thấy đủ lời rồi nghe anh em. Rồi lô số 4 6 cây 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp theo là lô số 5. Rồi lô số 5 thì bán cho anh em là 1 triệu anh em, 1 triệu ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. Rồi 7 cây, lô này bán cho anh em 1 triệu luôn anh em, 1 triệu lô số 5. Về cho anh em mình lấy phụ tùng ha, lấy cần lấy láp được nghe anh em. Đây nguyên cây cần magu luôn, cần tôm gầy tôm liền đồ đầy đủ ha anh em. Rồi lô này bán cho anh em là 1 triệu ha, lô số 5. Rồi lô này xả hàng anh em, xả hàng 1 triệu. Đầu bò thì có thiếu anh em, lô này đầu bò có thiếu ha. Rồi bán cho anh em như hình nha anh em. Rồi lô này 1 triệu, lô số 5. Rồi tiếp theo thì ống cần anh em. À, tôm chuông lớn ha. Láp chuông lớn chứ, láp chuông lớn thì là ống cần, là ống cần 25 7 khía anh em. Đầu bò là đầu bò gin hết ha. Đầu bò gin hết cho anh em luôn. À, ống cần gin, đầu bò gin, chỉ có cái tum chuông là mới thôi nghe anh em, tum chuông là mới ha. Tum chuông này là tum chuông 330 loại lớn. Rồi cái này thì bán cho anh em là 350 ngàn một cây anh em. 350 ngàn một cây ha. Tum chuông lớn anh em, 350 ngàn cây. Rồi cái này thì nó không có tay lái anh em. Tay lái thì cái nào có thì tay tròn thì nó dính theo thì em tặng kèm nha. Còn tại vì là cái ống cần cái này nó dính tay lái thì em cho theo luôn. Còn cái nào không có thì thôi nha anh em. Với lại chắn cỏ ha. Cái nào có thì em tặng kèm. Rồi 350 ngàn cây anh em. Tum chuông lớn ha. 350 ngàn.
Chuông này là chuông mới hết nha anh em, chuông mới ha. Ống cần với đầu bò là zin hết nha anh em, ống cần đầu bò zin hết. Rồi, tum chuông 330, 350 ngàn cây anh em. 350 ngàn cây. Rồi còn lại một ít lô máy sát thì em tiếp tục xả hàng cho anh em là 500 ngàn một lô anh em, 500 ngàn lô ha. Anh em nào thích lô nào thì mình chốt lô đó nha anh em, tùy chọn ha. Rồi em vô cái lô này là còn lại lô nào thì em báo lô nấy luôn anh em. Lô này là lô số 6 nè. Hồi trưa em bán còn lại mấy lô này thì em báo cho anh em luôn. Còn lại mấy, còn nhiêu thì đã đóng hàng hết rồi nha anh em. Rồi lô này là lô số 6 anh em, 500 ngàn. Này là Gobin, Echo, Echo 253, Magu. Rồi Magu này là Magu, con này Tanaka, Tanaka anh em. Echo 240, Gobin, Echo. Cái này là Shingu, cái này là Komatsu anh em. Komatsu ha, đầu bò bít tông đẹp luôn ha. Rồi lô số 6 anh em, 500 ngàn. Lô số 6 500 ngàn. Tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 anh em còn lô nào thì em báo lô nấy ha. Lô số 8 500 ngàn luôn anh em. Rồi lô này thì Gobin nè, Mitsu 100 nè. Rồi Echo, Echo anh em, Magu. Rồi Echo xanh, Komatsu. Ủa này Echo 260, Genos nha anh em. Rồi này Echo xanh. Lô số 8 500 ngàn nha anh em, 500 ngàn. Lô số 12. Lô số 12 500 ngàn tiếp nha anh em. 500 ngàn tiếp ha. Lô số 12 này là Echo 253, Komatsu 26. Này là Shingu. Ủa này là Komatsu 2000 nha anh em, 2022 ha. TL 20. Này là Echo. Này là Echo xanh, Echo đời mới. Rồi lô này lô số 12 anh em, 500 ngàn. Lô số 14. Lô số 14 này bán rồi. Lô số 10 anh em. Lô số 10. Lô số 10 là lô này là TG28 nè. Con này bố lớn luôn anh em, Tanaka lớn nè. Tanaka bố lớn. Rồi Gobin, Gobin. Gobin luôn anh em, Tanaka, Magu. Này Gobin. Nòng này nòng Komatsu. Nòng Komatsu anh em. Rồi lô số 10 500 ngàn. Lô số 16 500 ngàn tiếp anh em. Rồi lô này thì lô này thì có là con này là con gì đây, Echo anh em, Echo ha, Magu. Rồi Gobin. Này là Shindewa. Này Gobin anh em. Cục này cục TU ha. Rồi này Magu. Rồi lô số 16 anh em, 500 ngàn ha, 500 ngàn lô số 16. Lô số 18. Lô số 18 là Magu anh em, Magu nè, Echo nè, TU nè, Tanaka, Gobin. Cái này là TL, TL Shindewa. Rồi lô số 18 500 ngàn anh em, 500 ngàn ha, lô số 18. Rồi lô số 19. Lô số 19 nha anh em. Lô số 19 là nguyên đóng tay lái luôn ha. Nguyên đóng tay lái anh em, tay lái này là tay lái sắt nha anh em, tay lái lộn xộn ha. Rồi bán cho anh em 500 ngàn anh em, 500 ngàn. Nguyên đóng tay lái luôn, 500 ngàn lô số 20, lô số 19. Rồi đây là lô số 20 anh em. Lô số 20 ha, nguyên đóng luôn. Nguyên đóng tay lái luôn anh em. Rồi lô số 20 tiếp tục 500 ngàn anh em. 500 ngàn ha. Rồi tiếp tục thì đây còn mớ ốc nha anh em, xả hàng ốc nữa đây, 50.000 ký anh em. Nguyên thao mà bán hồi chiều giờ mấy chục ký. Còn lại ít nè. Rồi còn lại ít ốc thì tiếp tục nha anh em, 50.000 một ký ha. 50.000 ký anh em, anh em nào chốt bao nhiêu ký thì cứ inbox vào Zalo ha. Inbox vào Zalo. Rồi ở bên kho bên kia em còn nhiều anh em, còn nhiều ha. Ốc này thì em quay để tượng trưng cho anh em đi ha. Nè ốc, ốc này là ốc 3 gin của Nhật hết nha anh em, gin tháo máy hết ha. Rồi
50.000 một ký nè, 50.000 ký nha, về cho anh em mình luộc xả nhậu Tết nha nè. Rồi anh em nào chốt cái lô nào thì cứ inbox vào Zalo của em là 0946 626 585 nha anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.